Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trong khi Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc chiến và nhiệm vụ chống khủng bố từ năm 2001, thì Nga và Trung Cộng đã tập trung phát triển các loại vũ khí tạo ra các mối đe dọa trên không và hỏa tiễn để chống lại sức mạnh quân sự của Mỹ. Ông Thomas Karoko cho biết, vũ khí hypersonic hay là vũ khí siêu âm đặt ra những thách thức cảnh báo và đánh giá không giống bất cứ hệ thống nào khác. Austin Long, Cố vấn chính sách hạt nhân cho văn phòng của tham mưu trưởng Liên Quân cho biết là các vệ tinh có thể phát hiện vũ khí trong giai đoạn tăng cường của nó. Nhưng vì quỹ đạo của nó khác với hỏa tiễn đạn đạo và tốc độ của nó nhanh hơn nhiều so với hỏa tiễn hành trình, vì vậy sẽ không bị phát hiện với radar hiện nay. Một khi phát hiện thì đã quá muộn. Ông Long nói rằng, bởi vì những vũ khí này có tốc độ và khả năng có thể được điều khiển dễ dàng khi đang di chuyển, việc đánh giá những gì chúng ta đang nhắm mục tiêu trở nên khó khăn hơn nhiều. Ví dụ ông nói, khi đã phát hiện ra một vụ phóng hỏa tiễn, nhưng khi vũ khí di chuyển ở Mark 5 không thể đoán trước được mục tiêu sắp tới sẽ là ngũ giác đài hay là tòa bạch ốc, hay nó thật sự nhắm vào cơ sở quân sự lớn ở Hampton Road. Trong khi các thành viên tham gia hội thảo đều cho rằng Hoa Kỳ cần phải đầu tư vào kỹ nghệ vũ khí siêu âm tấn công và bắt đầu áp đặt Trung Cộng để bảo vệ chống lại sự phát triển này. Bước đầu tiên được đề nghị thực hiện là tăng cường hệ thống phòng thủ siêu âm. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra đề xuất về ngân sách cho năm 2020. Ngũ Giác Đài khẳng định là họ cần nhiều tiền hơn so với ngân sách khổng lồ 716 tỷ Mỹ Kim vào năm 2019. Và bây giờ, muốn con số này tăng thêm khoảng 5%, tức là lên tới 750 tỷ Mỹ Kim vũ khí siêu âm hypersonic sẽ thay đổi chiến tranh tương lai. Khi hoàn thành, các hỏa tiễn này có thể di chuyển đến 5 dặm cho mỗi giây. Các cường quốc trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ và Nga, đã nghiên cứu hỏa tiễn siêu âm trong hơn 50 năm qua. Hiện tại, chỉ có các thử nghiệm sơ bộ về các hệ thống cần thiết để hỏa tiễn hoạt động đã thành công. Mặc dù các chuyên gia tại Rand Corporation kỳ vọng là những vũ khí này sẽ trở thành hiện thực trong những năm sắp tới. Khi thành công có thể sẽ có hậu quả tàn khốc. Patricia Lewis, giám đốc nghiên cứu của International Security tại Southern House cho biết là hỏa tiễn siêu âm tức là hypersonic kết hợp tốc độ của hỏa tiễn đạn đạo với độ chính xác và khả năng động cơ của hỏa tiễn hành trình. Điều này có nghĩa là chúng không chỉ nhanh như là tên gọi của chúng mà còn linh hoạt. Các hỏa tiễn được thiết kế để di chuyển với khoảng 5.000 đến 25.000 km cho một giờ. Một báo cáo của công ty Range Corporation giải thích. Nói cách khác là hỏa tiễn bay nhanh hơn 25 lần so với máy bay hiện tại. Hỏa tiễn siêu âm được làm từ hai phần, phương tiện lướt sóng siêu âm và hỏa tiễn hành trình siêu âm, và được phóng trên một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa hay được gọi là ICBM. Bruce Blair một chuyên gia bảo mật hạt nhân tại đại học Princeton cho biết là khả năng của hỏa tiễn siêu âm có thể có tác động tích cực và tiêu cực khi vũ khí này có thể sử dụng để tấn công nhanh chóng các nơi khủng bố ẩn náu hoặc là phá hủy bệ phóng hỏa tiễn hay các cơ sở mật như các địa điểm hỏa tiễn chống vệ tinh ở trung cộng ông nói với hỏa tiễn siêu âm hoa kỳ có thể lựa chọn không dùng đến vũ khí hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa Mặt khác, vì ưu điểm của vũ khí siêu âm quá nhanh, cũng nhấn mạnh khả năng hỏa tiễn siêu âm có thể gây ra sự nhầm lẫn và mau chóng, dẫn đến cuộc xung đột quân sự và đưa đến nguyên nhân làm cho chiến tranh bùng nổ nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.